Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Thanh Long TV của mình. Đây, hôm nay mình vào lại vườn nhãn các bạn. Hiện nay là vườn nhãn đang nở hoa nhé các bạn. Đây, các bạn xem này. Hoa nhãn có mùi thơm nhẹ nhẹ nhé các bạn. Đây này các bạn xem chùm. Chùm này thì chưa bung, bắt đầu bung đấy các bạn. Theo mình thấy là thời điểm mà bung, từ khi bắt đầu bung cho đến khi mà kết thúc, mình thấy khoảng gần 1 tháng các bạn. Hiện tại một số nụ là bung rồi. Cây này thì chưa bung mấy này các bạn. Những cây như này thì lại bung trước nhé các bạn. Nhìn rất đẹp các bạn ạ. Những cây nào mà bung đều như vậy nhìn rất đẹp các bạn. Đi qua bên cạnh thì có mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Cái này thì tới lúc mình sẽ phải, khi mà đậu quả rồi mình sẽ phải cắt tỉa đi khá nhiều các bạn ạ. Thì như video trước mình đã nói rồi, đối với nhãn Hương Chi thì mất công tỉa, nhưng mà như các bạn thấy, nếu mà đậu hết như vậy thì cây này sẽ không chịu nổi nha các bạn. Nên là tới lúc mình sẽ cắt tỉa những cành xấu đi, những cành mà ít quả hoặc thưa quả các thứ, để lại ví dụ cây này để khoảng tầm hai mấy cành chính này các bạn. Những cành nào đậu quả nhiều sai và quả to đều thì mình sẽ để. Video trước mình đã nói vườn nhãn của mình năm nay là năm thứ tư nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha các bạn.